Khi anh em bị tắc chơi nhiều mà không lên được trình thì một trong phương án mà Trảm Game luôn khuyên anh em là dành chút thời gian theo dõi giải đấu sẽ giúp anh em học hỏi được khá khá từ các tuyển thủ chuyên nghiệp về lối lên đồ, cách farm và di chuyển. Và tất nhiên, giải đấu không chỉ những tuyển thủ, những đội vô địch mới được nhớ tên mà còn là những highlight hay là fightlight cùng những vị tướng biểu tượng. Khi xem giải đấu, chỉ cần nhắc đến tên tướng thôi là anh em liên tưởng ngay tới các tuyển thủ gắn liền với vị tướng đó. Và sau đây là những vị tướng nhắc đến tên thôi là liên tưởng ngay đến người ai cũng biết là ai. Chắc thử xem anh em có giống Trảm Game không nhá. Thứ nhất, Aoi. Cái tên đầu tiên mà Trảm Game muốn cùng bàn luận với anh em đó chính là Aoi. Nhắc tới Aoi, anh em nhớ tới ai đầu tiên nhở? Quý Long Diệt, Tơ Linh hay là Bé Trượt hay là Lai Băng, với liên tiếp những lần bất lực trước FPT khi phải nhìn nhà chính đổ với bộ trang phục FMVP. Nhưng khá chắc hiện tại không chỉ anh em chấp con mà nhiều người coi giải đấu, trong đó Trảm Game, Aoi với Huy Hoàng đang làm cái gì đó khá là cute. Ừ thì chúng ta cũng biết đó, trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Z Media, Huy Hoàng đã rất tự tin gáy to rằng sẽ trở thành người chơi Aoi top 1 đấu trường vọng. Có thể nói đây là một lời đáp trả đanh thép khi mà ở lượt đi các trận đua Aoi của Huy Hoàng nói vui đấy ạ, rất là cute. Thế nhưng có lẽ hành trình lấy top 1 Aoi tại đấu trường vọng nó vẫn khá là xa vời. Nói đâu xa đâu, trận với Wanta đó, Huy Hoàng với Aoi với những pha đu và những pha lao vào rất chi là cute. Nếu anh em để ý thì con Aoi từ khi ra mắt nó không phải là bị tướng dễ thuần hóa ở trong giải đấu đâu, không chỉ ở giải Việt mình mà cả giải quốc tế. Không biết anh em còn nhớ không, cái thời gian mà mới khi Bro Tờ Đinh pick vào con Aoi là chúng ta lại thấy trận đấu đó nó thú vị rồi. Hay như vài mùa trước đây có Way aka River của BSS đó anh em, còn pha đu Aoi theo kiểu là Anthony xoay xoay và bị Zone sấy đi luôn. Nếu Trảm Game nhớ không nhầm thì đó là con Zone của Frat thì phải. Và không chỉ Huy Hoàng mà đến hiện tại vẫn rất là nhiều người đi dừng ở đấu trường vọng vẫn có những trận đấu khá là ba chấm trong cách xử lý Aoi. Nên khi anh em đấu rank gặp Aoi nó tấu hài, nó vô hại, anh em cũng phải thấu hiểu nhá. Vì đâu phải ai trận nào cũng hoàn hảo đâu đúng không? Có lúc trận này trận kia, nhưng nếu mà nó fit quá, hết game, nhớ cho vài phiếu cố tình bị hạ và phá trận nhá. Có thể là nó không bị chú ý tin đâu, nhưng bất cay đúng không anh em? Thứ hai, Ryoma. Anh em nào có nhớ một APL mà lời nguyền Ryoma nó tồn tại mãi đến tận vòng playoff không? Cứ pick là thua, dù là bất kỳ ai. Zero ư, thua. NTNZ ư, thua. Kuga, Be cũng đều nằm ngửa hết à. Tuy nhiên khá chắc nhiều anh em cũng giống Trảm Game, đặc biệt là anh em fan của SGP vẫn khá là ấn tượng xấu với con Ryoma của Zero ở APL nói riêng. Bởi trước đó ở đấu trường vọng hay là các giải đấu trước, Ryoma của Zero nó đâu phải là tệ đâu. Tất nhiên nếu bảo so sự kinh khủng của Ryoma trong tay Zero với những Nailu, Edawai về độ gánh team và chịu chơi đấy thì không thể bằng được. Đến hiện tại dù Zero đã không còn thi đấu nhưng dường như cái nội tại về Ryoma nó vẫn còn nguyên thì phải, khi mà tỷ thắng của Ryoma tại đấu trường vọng nó đang khá là thất vọng. 30% là con số quá chán đi. Thực tế hiện tại nhá, việc Ryoma đuối hơn các vị tướng đấu sĩ khác là cực kỳ dễ hiểu. Không phải tự nhiên mà giờ tuyển thủ họ chuộng Ryoma vào rừng đánh full dam với ma chú hơn là cầm đi top và du hiệp semi đâu. Nó kiểu là tận dụng tối đa sức mạnh của vị tướng ở đoạn đầu và giữa game để snowball hoặc ít nhất là kiểm soát trận đấu. Còn Ryoma nói chứ, đánh rank nó còn gây ám ảnh nhiều hơn khi anh em đánh giải cơ. Mấy ông tay to như kiểu ăn kill không nói nhá, kể cả late game hay trong thế thua vẫn có thể tạo ra sự đột phá. Thế nhưng để giữ ở tay mấy con gà chỉ biết chơi sơ sơ đó thì không khác gì là một lượt chấp tướng cả. Đam cũng tới, chống chịu không, không chế ông A đuổi thôi à. Thứ ba, Elsu. Nói vui là một người chơi xạ thủ đường rồng hay, chưa chắc là một người bán Elsu tốt. Nhưng một người bán Elsu tốt chắc chắn là một người đi xạ thủ hay rồi. Vì từ khi ra mắt đến hiện tại, với cá nhân Trảm Game, Elsu là bài test chuẩn mực dành cho anh em best xạ thủ. Nhắc tới Elsu, anh em sẽ nhớ tới ai? Thì làm tí Elsu của Sierra hay là Sai với một màn debut siêu hạng. Hay hoài niệm hơn với huấn luyện viên Eri ở AAC ngày nào. SGP chắc chắn là rep premier rồi. Wanta thì sao? Thôi, ký ức toàn đau thương. Ra quốc tế thì tay to nhan nhản luôn anh em. Từ Kai, Zhuxiang, Eret, Diboom, Nunu. Đùa chứ, anh em nào fan SGP chắc vẫn còn cay con Elsu của Nunu lắm đúng không? Thế nhưng nếu bảo là ấn tượng nhất với cá nhân Trảm Game thì chắc chắn đó chính là Eret. Nó hẳn là vì Eret bắn chuẩn nhiều đâu, mà là ở tốc độ bắn của anh chàng này. Nói vui đấy ạ, vẩy như top top. Có chiêu là vẩy, vẩy có thể là không auto chúng, nhưng tỷ lệ chúng cũng rất là cao. Và trong thế công, việc bắn chuẩn bắn hay thì không phải bàn quá nhiều, vì đến đánh đánh còn thấy nhiều mà. Nhưng đánh trong thế thủ, việc chúng nhiều chúng đúng mục tiêu nó mới gọi là đáng nói. Đánh đánh thì có lẽ chúng ta đã hơi áp đặt kỳ vọng lên Elsu đó. Kiểu là Elsu là phải bắn auto chúng nè, phải bắn tay mọi lúc mọi nơi, mọi tình huống. Nhưng thực tế có nhiều yếu tố tác động khiến Elsu nó lỏ lắm. Từ đồng đội có nè, từ cả cái đích và tất nhiên bản thân Elsu là có. Cái này anh em nào chơi Elsu nhiều sẽ hiểu rõ hơn. Đi đường đấy ạ, tiếp nó có 2-3 thằng cam, xong rồi là trợ thủ không lên lấy sai, mid không an tâm thì ôm kiểu gì đúng không? Đánh nhau nhá, cái đích cả đống không chế, bắn tay kiểu gì, vào gần là toang hàm, map không có, sao dám ra đặt mắt đúng không? Cái đích hồi phục căng nè, trầu quái chứ, ngắm bắn sao thấm. Đấy, có quá trời lý do luôn. Vậy nên nếu thấy đồng đội pick Elsu, anh em vui lòng đừng hủy trận nhé. Chứ Trảm Game làm clip cho anh em pick Elsu mệt lắm luôn ấy. Phải tin tưởng Elsu chứ đúng không?
Thứ tư, Nagrod. Nhắc đến Na, khá chắc anh em sẽ lập tức nhớ tới ADC. Vì skin FMVP nó quá là biểu tượng. Tuy nhiên với nhiều anh em fan của FGP nói riêng, anh em ALG nói chung và cá nhân Charm Game, còn Nagrod là vị tướng gieo sầu nhiều nhất cho FGP luôn, dù là cách này hay là cách khác. Nào là Nagrod của ADC nô đùa với FGP ở chung kết ngày nào, hay là những con Nagrod cho trận đấu quan trọng của Lai Bâng, vị tướng khiến Bâng bị gọi là Bâng 5K. Tất nhiên Bâng với Nagrod cũng đã lụ một mega kill siêu đẹp trước Buriam, và không thể không kể tới gần đây một trong con Nagrod gây ám ảnh Bâng nhất với FGP và ALG. Con Nagrod trong tay của Zanzan với một pha solo chấp đồ Zeroma, rồi là một pha cân bốn thủ nhà thành công. Không chỉ dừng ở đó, APL năm nào cũng là một năm mà Nagrod của Zanzan bán hành cho nhiều đội tuyển khác mà không chỉ FGP đâu. Nào là Buriam, Taron đều trở thành nạn nhân của Zanzan. Nếu anh em có xem thao tay của Zanzan hoặc là xem livestream của anh chàng này thì có thể nói không màu mè mà từng pha lướt nó đều có giá trị riêng. Thật ra mà nói nha, Nagrod ở giải nói là tương yếu thì không hẳn đâu, nhưng quá mạnh cũng không đúng. Quan trọng vẫn là thế đánh và tiền trên phút ra sao. Nói chứ, con Nagrod này anh em để ý ở giải đấu nha, nó khá là lên xuống. Kiểu ở một meta nó có thể là hot pick, nhưng ngay sau đó chúng ta thấy sự biến mất của hắn ta. Nhưng rồi sang mùa sau, meta chuyển dịch không lớn, Nagrod lại quay trở lại đầy mạnh mẽ, kể cả ở rank luôn nha. Tất nhiên mùa này đấy ạ, việc Nagrod nó hot nó ảnh hưởng nhiều từ skin mới ra, đặc biệt là skin free tia chấp ở rank. Nhưng không thể phủ nhận khả năng gánh của Nagrod trong rank là không để coi thường. Vấn đề không nằm ở Nagrod mà là người muốn Na ra sao mà thôi. Thứ năm, Lavi. Tuy không còn là xạ thủ tốt đầu meta, thế nhưng mỗi khi nói tới Lavi, khá chắc 99% anh em chúng ta đều nhớ tới Hoàng TD với những pha bình luận viên gào thét đạn thần quang tại AEC 2022 ngày nào. Tất nhiên không chỉ Hoàng TD mà vẫn có nhiều người bắn Lavi hay ở thời điểm đó và trước nữa, Eri hay là Ara chẳng hạn. Thế nhưng cảm xúc thăng hoa nhất, ấn tượng sâu đậm nhất vẫn phải là Hoàng TD thôi. Nói chứ, không chỉ chúng ta mà cả Tling hay là NK chắc mùa giải đó nằm mơ thấy Lavi ở một thời gian dài đó, hở mặt ra là ăn đạn thần quang, mà không hở mặt ra cũng ăn đạn như thường à. Nói chứ, sau này các đội tuyển ở giải đấu đã bắt bài được cái đạn thần quang này, không chỉ của Vegaming mà là bất kỳ con Lavi nào. Cộng thêm đó là meta chuyển dịch khiến xạ thủ late game khó nuôi hơn, thành ra Lavi ngày càng chìm sâu vào bóng tối. Hiện tại nha, đến Slim, Terry hay là Lindit, các vị tướng xạ thủ mới vài mùa trước thôi, còn như rồng như hổ thì hiện tại đã biến mất gần như là hoàn toàn trong giải đấu rồi, chứ nói gì Lavi. Thế nhưng nếu bảo là đánh rank thì không hẳn nhá. Ừ thì chơi nó vẫn khổ hơn nhiều so với các vị tướng xạ thủ meta hiện tại thật. Nhưng nếu mà đi tìm niềm vui hay là anh em đi rank team, một team biết phối hợp với đạn thần quang thì nó vẫn không phải là tệ. Nhất là đồ giải khống chế hiện tại không còn được ưu tiên như trước, thì việc một con bài đi lẻ thậm chí là đi cùng team mà bị ăn đạn thần quang thì khả năng điểm số rất là cao nhá. Và đó nó bị tướng theo Charm Game, cứ chơi là nhớ ngay tới các tuyển thủ đó. Còn anh em sao, nhắc tới các vị tướng này anh em nhớ tới ai đầu tiên, hãy comment thảo luận ngay dưới video nhé. Và đừng quên tặng TNG một like và bấm nút đăng ký kênh các bạn nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Destroyed a team.